Chào mừng các bạn quay lại đến với Sekito Literally Wario. Tối nay thì chúng ta sẽ tiếp tục mà 21 mới đầu cực khó, còn 4 màn cuối cùng nữa thôi. Kết hợp đây thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Màn 21. Thank you.
Boss đã đến. Boss cuối cùng. Siêu năng lực. Hôm nay rồi, vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tập tới đây. Nếu nào thích video này thì đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo nhé. Bye bye.